Kính thưa quý vị, tấn công tự sát làm 32 người bị thiệt mạng tại miền nam của Iraq, tin từ Hula. Một kẻ đánh bom tự sát đã lái một chiếc xe minibus chứa đầy chất nổ để giết chết ít nhất 32 người và làm bị thương 147 người khác vào ngày hôm nay tại thành phố Hula, phía nam của Iraq. Kẻ tấn công chạy đến gần một trạm kiểm soát chính tại một lối vào phía bắc của thành phố Hồi giáo Shiite và đã cho phát nổ chiếc xe minibus.